Thưa quý vị, ai qua phố cổ Hội An, ghé thăm Phúc Kiến mà ăn cao lầu. Người ta thường nói vui là chưa ăn cao lầu thì coi như là chưa từng đến phố cổ Hội An. Đây không chỉ là món ăn ngon, lạ miệng mà còn là niềm tự hào của người dân xứ Quảng về những món ăn làm nên tinh hoa văn hóa ẩm thực trong từng hương vị, làm say đắm thực khách. Và hôm nay các bạn hãy cùng Linh Trang khám phá món ăn chứ danh này nhé. Du khách khi đặt chân đến khu phố cổ Hội An thơ mộng, không thể bỏ qua cao lầu, thứ cao lường mỹ vị từ thời chúa Nguyễn mà chỉ Hội An mới có. Một bát cao lầu ngon là sự kết hợp hoàn hảo từ sợi mì vàng ươm, dai dai, giòn giòn, cho đến miếng thịt xíu mềm mọng, chút giá heo chiên giòn, rau sống sành mướt thơm thơm và chút bánh tráng nướng giòn tan và kết hợp cùng tư nước sốt ngầy ngậy và vừa vặn tuyệt khéo. Tất cả hòa quyện làm nên sự tinh tế, khó quên cho một bát cao lầu đầy đặn, màu sắc bắt mắt là linh hồn ẩm thực của phố cổ, khiến thực khách ăn một lần là nhớ mãi không quên. Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức món ăn này. Khi ăn tôi cảm giác rất là nhẹ nhàng, tinh tế và không có nhiều dầu mỡ như đồ ăn ở Đài Loan. Sợi mì ở đây to, được nấu vừa tới, giữ nguyên được độ dai và thơm của mì. Thì cũng được tẩm ướp rất là đặc biệt. Điều làm tôi ấn tượng nhất chính là nước sốt. Tôi cảm nhận đây chính là linh hồn của món ăn này. Các nguyên liệu được hòa quyện với nhau rất tốt. Thực sự món ăn này rất ngon miệng, rất khác biệt so với các món ăn mà tôi đã từng ăn trước đây. Món ăn này rất hợp khẩu vị của tôi. Trước đây ở Đài Loan tôi cũng đã được thưởng thức món ăn này, nhưng cách chế biến và hương vị đã có sự biến tấu để hợp với khẩu vị của người Đài Loan. Hôm nay tôi được thưởng thức món ăn này ở Việt Nam, hương vị rất khác biệt, ăn rất là thanh mát và dễ chịu. Hơn nữa khung cảnh ở đây cũng rất đẹp, lần sau tôi chắc chắn sẽ quay lại đây để thưởng thức nhiều hơn những món ăn ngon của Việt Nam. Nếu có dịp đến Hội An, du khách sẽ dễ dàng tìm thấy món ăn nổi tiếng này ở nhiều hàng quán, từ vỉa hè bình dân cho đến nhà hàng sang trọng. Được thưởng thức hương vị đậm đà, tinh tế của cao lầu chứ danh, vừa ngồi nhâm nhi tách trà, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của Hội An, hứa hẹn sẽ đem đến cho thực khách một trải nghiệm ẩm thực vô cùng độc đáo, đặc sắc và khó quên khi đến du lịch ở mảnh đất xứ Quảng.